Đây, xin chào các bạn. Hai cục máy cho anh em lên xe nha, khung sườn có đủ nha. Cục máy custom 90, cục máy custom 50 các bạn, rất là đẹp luôn. Đây. 50 thì 49 các bạn, còn 90 85 nha. Đây. Máy rất đẹp. À, anh em nhìn. Máy rất là đẹp nha. Đây là cục 50 nha các bạn. Sơn nắp nồi nguyên zinc. Em nhìn không, ra đẹp bóng lưỡng luôn nha, bao em cho anh em nha, cực kỳ em cho anh em nha. Này là cục máy 90 nha, custom 90 rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp nhất các bạn. Máy bên mình làm nguyên zin hết, ốc ác chưa mở nha các bạn, đầu nồi chưa bung nha. Hai cục máy đều là đầu nồi chưa bung, cục 50 một cục 90 nha các bạn. À, anh em nào có nhu cầu lên xe thì anh em liên hệ nha. À, 50 với 90 nó chênh nhau khoảng vài triệu nha, giá trên 10 triệu nha các bạn. Cục 50 là 10 triệu á, cục 90 là 15 triệu nha các bạn. Ở trên mạng nó bán có mấy cục máy bán 4-5 triệu các bạn. Anh em hãy nhìn cục máy rồi anh em so sánh nha. Anh em nhìn cái nước sơn nè. Đó, thấy không? Thấy nước sơn không? Thấy sơn zin bóng lưỡng không? Đấy. Tháo mà cặp nắm đầu băng cá này không là bán là bằng người ta bán cục máy rồi đó nha các bạn. Đó. Xe đẹp thì nắm đầu băng cá nó mới đẹp nha các bạn. Đó. Anh em nhìn cái đầu lòng này, đầu lòng sơn zin đen còn bóng lưỡng nè. Đó, còn những cục máy mà 4-5 triệu á thì cái đầu lòng này nè nó đen và nó xét hết nha các bạn, chứ nó không có đẹp như vậy đâu nha anh em. Nhìn ốc đầu bò nè, đó, đẹp như mới trong bịch nha các bạn. Rồi, ốc anh em nhìn ốc ác nè. Đó, nhìn sườn nè, nhìn đầu bò nè, đẹp nhất là nhìn đầu bò với lại nhìn lốc máy hai bên nè, anh em biết nó đẹp cỡ nào nha các bạn. Đó. Đây là cục 90 nha các bạn, cục 90 nha, 90 thì đầu nó là 85 các bạn. Đấy, cục này cũng còn rất là đẹp luôn nha. Đây, anh em nào gắn vô xe là chạy bá cháy bộ chét luôn nha các bạn. Rồi, hai cục có sẵn nha, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nha. Phương thức mua hàng thì nhớ anh em ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua shop mà lấy nha. Ở xa thì chuyển khoản rồi mình ship bưu điện. Bên đây còn mấy cái sườn nữa các bạn. Sườn custom các bạn, sườn custom. Đấy, sườn custom nha. 70, 90, 50. Sườn CD, CD 90 các bạn, sườn custom 100. Đó, thì anh em cần món nào bên mình đều có hết nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.